Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodoc.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường quốc tế thì giá vàng hôm nay đạt mốc 2.410 đô la Mỹ trên một ounce, giảm nhẹ 4 đô la Mỹ sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất 2 tháng. Vàng tiếp tục đà tăng và bứt phá lên trên mốc 2.400 đô la Mỹ trên một ounce vào thứ năm nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ tăng lên sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 được công bố. Tuy nhiên thì vàng không thể duy trì được đà tăng và quay đầu giảm nhẹ do chịu áp lực bán cùng dữ liệu chỉ số giá sản xuất tăng. Kết thúc tuần thì vàng vẫn giữ được mốc trên 2.400 đô la Mỹ trên một ounce và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Còn trong nước thì giá vàng miếng SJC vẫn đang được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại mức 75,48 triệu đồng ở chiều mua vào và 76,98 triệu đồng ở chiều bán ra, tăng 500.000 đồng ở chiều mua và chiều bán so với trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua bán đã thu hẹp từ mức 2 triệu đồng trên lượng về 1,5 triệu đồng trên lượng. Còn vàng nhẫn thì sáng nay được niêm yết ở mức 75,15 và 76,65 triệu đồng trên lượng lần lượt ở hai chiều mua vào và bán ra. Hôm qua thì mặt hàng này tăng 500.000 đồng trên một lượng ở mỗi chiều. Chênh lệch giữa vàng nhẫn và vàng miếng SJC hiện ở mức là 330.000 đồng trên một lượng ở chiều thu mua. Giai đoạn trước tháng 6 thì chênh lệch giữa hai mặt hàng này là hơn 17 đến 18 triệu đồng trên lượng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số đô la Mỹ Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn, tăng 0,2% lên 104,3 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì cũng đi lên do nhà đầu tư cho rằng các chính sách kinh tế của ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ khiến lạm phát và khối nợ của Mỹ tăng tốc. Còn trong nước thì sáng ngày 15 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 24.245 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ. So với tỷ giá trung tâm ngày 13 tháng 7 thì tỷ giá hôm nay đã giảm 3 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về giá vàng và giá ngoại tệ mà Minh Ánh gửi tới quý vị và các bạn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.